Xin chào đón các bạn quay lại với series video và audio về sự phát triển của vú. Trong những bài trước thì tôi đã nói về sự phát triển của vú, thời kỳ sơ sinh, thời kỳ dậy thì, thời kỳ kinh nguyệt và bây giờ là thời kỳ mang thai. Trước đó nữa là những bài nói về cấu tạo của vú. Đây là series video giúp cho các bạn hiểu về vú của mình, làm quen với vú của mình và từ đó thì có thể kịp thời phát hiện ra những sự bất thường của tuyến vú để có sự can thiệp của bác sĩ một cách kịp thời. Vú thì để tạo sữa và vú sẽ không phát triển đầy đủ cho đến khi bạn trải qua thời kỳ mang thai. Sự phát triển của vú trong giai đoạn này bắt đầu rất sớm, từ ngay sau khi thụ thai. Thậm chí trước khi bị chậm kinh, bạn có thể thấy vú nhạy cảm, đau hoặc là đầu vú đau một cách bất thường. Có một số người phàn nàn đau vú bất thường và khi được hỏi là có bị chậm kinh không thì thường họ đều nhận ra là mình bị chậm kinh. Mà khoảng sau đó 2 tuần thì thường là họ báo là có thai. Cho nên là vú rất là nhạy cảm với cái việc mang thai. Và sau khi có thai thì vú của bạn sẽ to lên rất nhanh và trở nên rắn chắc. Các hạt Montgomery, các hạt Montgomery ở quầng vú, như đã nói trong cái bài về cấu tạo vú, sẽ trở nên rõ và sẫm màu hơn. Quầng vú cũng sẫm màu hơn, núm vú to và cứng hơn để chuẩn bị cho việc tạo sữa sau này. Hai hóc môn chính tham gia vào quá trình tạo sữa là prolactin và oxytocin đều do tuyến yên tiết ra trước sự kích thích của vùng dưới đồi, vùng ở não của não. Prolactin đôi khi nói bằng cách tình cảm là hormone bà mẹ vì nó gây tạo sữa, và một số giả thiết thì cho rằng nó có ảnh hưởng xoa dịu khiến bạn cảm nhận là mẹ rõ hơn, nhưng mà giả thuyết này thì chưa được chứng minh. Prolactin là hormone cốt yếu để tiết sữa. Nếu không có nó thì bạn sẽ không bao giờ có sữa. Và prolactin bắt đầu có tác dụng ở tuần thứ 8 của quá trình mang thai và tăng dần cho tới tháng thứ 7 và đạt đỉnh cao vào lúc sinh. Trong suốt quá trình prolactin ở mức cao, bạn có thể bắt đầu tiết sữa. Trừ khi progesterone và estrogen cũng ở mức cao và sẽ phong bế các thụ thể của prolactin và ức chế tạo sữa. Đấy thì đến khi sắp sinh và lúc sinh thì prolactin ở mức cao nhất để chuẩn bị cho quá trình tạo sữa. Mà đôi khi có một số phụ nữ trong quá trình mang thai đã tiết sữa bởi vì là prolactin ở mức cao và không bị progesterone và estrogen ức chế tạo sữa. Bây giờ ta chuyển sang quá trình phát triển của vú trong thời gian cho con bú. Khi bạn chuyển dạ và đẻ thì bánh rau bong ra và mức estrogen và progesterone sụt đột ngột, trong khi mức prolactin bắt đầu giảm từ từ thì vú của bạn bắt đầu sản xuất sữa. Tuy nhiên bạn không có sữa ngay mà khoảng vào ngày thứ 3 hoặc thứ 5 sau đẻ, vú bạn mới tiết ra một loại dịch gọi là sữa non mà đứa trẻ có thể bú thay cho sữa. Sữa non có các kháng thể giúp trẻ chống lại bệnh nhiễm trùng, giúp trẻ chống nhiễm trùng và làm giảm nguy cơ bị dị ứng và hen sau này. Và ngay khi hệ miễn dịch của trẻ bắt đầu phát triển thì trẻ không cần các kháng thể trong sữa non nữa. Vì vậy sữa non rất là quan trọng.
Bây giờ chuyển sang oxytocin là một hormone chủ yếu khác kích thích bài xuất sữa do prolactin tạo ra. Quá trình đứa trẻ mút bú tạo ra hai ưu điểm chính là bú được sữa và thứ hai là đưa thông tin quan trọng lên tuyến yên qua các đầu dây thần kinh ở núm vú và các dây thần kinh ở ngực và ở dưới đồi. Hãy tiết nhiều sữa hơn. Tuyến yên phản ứng bằng cách tạo ra oxytocin gây co thắt ở những cơ nhỏ ở các thành thùy vú, ở thành các thùy vú và vú vọt ra tia sữa. Vì vậy mà trong khi trẻ bú có cả những tia sữa phun vào mồm trẻ. Sữa lúc này có ở hai phần trong vú là sữa đầu ở núm vú và sữa cuối ở trong các thùy. Khi sữa cuối chuyển thành sữa đầu dưới tác dụng của oxytocin thì sữa cuối mới được tạo ra rồi lại tiếp tục chuyển thành sữa đầu. Không giống như prolactin, oxytocin không còn trong cơ thể khi trẻ không còn bú nữa. Như vậy, trẻ bú có tác dụng kích thích prolactin để tạo sữa và kích thích oxytocin để tiết sữa. Mức prolactin cao trong khi mang thai giảm dần trở về bình thường sau khi sinh. Sau khi sinh một tuần, prolactin giảm xuống còn 50% mức bình thường và sau 3 đến 4 tháng nó lại tăng lên giống như trước khi có thai. Nhưng những lúc trẻ bú, sự bùng lên của prolactin khiến cơ thể bạn tạo ra sữa và oxytocin để giải phóng sữa vào miệng đứa trẻ. Càng cho trẻ bú nhiều, bạn sẽ càng có nhiều sữa. Đứa trẻ không sử dụng hết sữa trong vú bạn. Đứa trẻ không thể sử dụng hết sữa trong vú bạn vì mút bú là tín hiệu cho cơ thể tạo nhiều sữa hơn. Trong khi đó, các hormone khác như insulin, thyroid, cortisol và các hormone dinh dưỡng vẫn hoạt động ở mức cơ bản. Những hormone này sử dụng một phần thức ăn mà bạn ăn và tái tạo lại theo cách mới để tạo ra để trở thành một phần của sữa. Thường thì bạn nghe thấy rằng là nếu như không cho bú thì sẽ rất đau, nhưng hiếm khi lại như vậy. Khi bạn không cho trẻ bú thì prolactin sẽ không phát tín hiệu đến vú để sản xuất ra sữa. Nguồn sữa sẽ hết và bạn chỉ khó chịu trong 1 hoặc 2 ngày và sau đó sẽ trở về bình thường. Nếu các bà mẹ không có sữa trong vòng 1 tuần sau khi sinh thì có thể có gì đó bất thường và nên xin ý kiến bác sĩ. Bên cạnh những chủ ý ức chế tiết sữa thì có nhiều vấn đề có thể ngăn ngừa đến việc tiết sữa. Một trong những vấn đề đó có thể là do tuyến yên. Tuyến yên có thể bị xuất huyết hay bị tổn thương, không thể tạo ra prolactin và oxytocin cần thiết. Đôi khi bạn nhận thấy có sữa nhưng sữa không ra khỏi vú do tổn thương hệ thống ống dẫn, thường là do phẫu thuật quanh núm vú hoặc là phẫu thuật thu nhỏ vú. Đôi khi ống dẫn sữa có thể không bị tắc nhưng không thể dẫn sữa và khi đó phải nuôi bằng bình thay cho sữa mẹ. Có thể gặp những trường hợp này ở khoa sản trong bệnh viện. Sản phụ có sữa nhưng sữa không thoát ra được, mặc dù đã cố gắng thông ống dẫn sữa. Nguyên nhân là do sản phụ này đã bị cắt bỏ áp xe ở núm vú nhiều năm trước và sẹo làm bít ống dẫn sữa.
Thì đây cũng là một trong những vấn đề về 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 sữa, về vú trong trong thời kỳ cho con bú. Nếu bạn cho con bú mà dừng đột ngột thì cơ thể bạn sẽ ngừng tạo ra prolactin và oxytocin. Do đó sữa sẽ không xuống nữa, lượng sữa sẽ giảm dần và hết hẳn. Vì lý do này mà nếu bạn tạm thời ngừng cho bú, ví dụ như bạn đi du lịch hay là phải điều trị y học và không muốn cho con bú sữa đó, thì bạn nên vắt sữa hàng ngày bằng tay hoặc bằng máy hút để vẫn tiếp tục tạo sữa. Và một khi bạn đã có con thì bạn có thể luôn luôn cho trẻ bú kể cả sau này. Ví dụ nếu bạn đã nhận một đứa con nuôi, sau một thời gian cho con đẻ bú thì bạn có thể cho đứa mẹ trẻ mới này bú với thời gian cuối cùng, có thể bắt đầu lại quá trình tiết sữa. Nghĩa là sau khi bạn cho con đẻ bú và sau đó về con ngừng bú thì bạn nhận một người con nuôi thì quá trình tiết sữa vẫn cứ tiếp tục kéo dài và gần như nó bắt đầu lại quá trình tiết sữa. Sữa mẹ khác nhau tùy từng giai đoạn. Theo hướng dẫn chuẩn mực thì sữa non có màu vàng và trong, sữa lúc đầu màu trắng, ánh xanh, sữa chín muồi thì lại có màu trắng và nhiều kem. Còn sữa về sau, khi bạn bắt đầu cho con bú ít đi thì sẽ loãng và màu trắng. Sữa của bà mẹ đẻ non khác sữa với bà của bà mẹ đẻ đủ tháng. Nhu cầu dinh dưỡng của trẻ khác nhau và cơ thể bà mẹ biết điều này và điều chỉnh lượng sữa theo nhu cầu của trẻ. Thì ví dụ như nếu bạn sinh đôi thì cơ thể bạn cũng sẽ điều chỉnh để tạo ra nhiều sữa hơn cho hai đứa con bạn và bạn có thể cho hai con bú cùng lúc. Một vấn đề cần chú ý là bạn nên cho bú đều cả hai bên. Nếu chỉ bú một bên mà quên mất bên kia thì bên đó sẽ ngừng tạo sữa và hậu quả là vú của bạn sẽ không cân đối. Và sinh con đầu lòng muộn thì có ảnh hưởng đến đứa con nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc tiết sữa. Bạn có thể tạo ra sữa tốt cho con bạn ở tuổi 40 cũng giống như là ở tuổi 20. Người phụ nữ có núm vú tụt vào thì thường khó cho con bú. Và bạn có thể mua một cái bao đặt vào núm vú, ấn xuống để núm vú có thể nhô hơn cho trẻ bú. Một số người phụ nữ thì lại bị căng vú do vú đầy sữa quá nhanh và không có lúc nào hết sữa khiến cho vú bị kéo quá căng và đứa trẻ không thể ngậm miệng, không thể ngậm được và vấn đề càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Và điều này thường xảy ra khoảng 3 đến 4 ngày sau đẻ, lúc bắt đầu có sữa, trước khi cơ thể bà mẹ biết lượng sữa hợp lý cần phải tiết ra để đáp ứng được nhu cầu của con. Lúc đó là tốt nhất là vắt sữa bằng tay hoặc bằng máy. Giữa các bữa bú và cho trẻ bú thường xuyên hơn nếu có thể để sữa nó đỡ căng trong bầu ngực, và thường xuyên xoa bóp, tắm rửa bằng nước nóng sẽ giúp bài tiết sữa. Hoặc là chườm lạnh hoặc dùng aspirin thì có thể giúp cho làm giảm đau do sữa quá căng. Và đôi khi thì còn bị tắc ống dẫn sữa. Điều này xảy ra khi bạn thấy sẽ có một vùng gồ lên ở vú và không mất đi sau khi cho con bú. Điều trị đúng cách rất là quan trọng vì tắc ống dẫn sữa có thể dẫn đến nhiễm trùng. Và trong những trường hợp hiếm thì nhiễm trùng có thể biến thành áp xe. Và bạn có thể điều trị bằng cách chườm nóng này, tắm nước nóng, xoa bóp. Và nếu không hiệu quả thì cần phải gặp bác sĩ xử trí sớm cái việc mà tránh bị áp xe, và nếu mà bị áp xe thì cũng cần phải chỉ điều trị sớm để tránh áp xe lan rộng và làm cho ảnh hưởng đến vú của mình. Một số người phụ nữ thì lại quá ít sữa. Đa số trường hợp được giải quyết bằng cách là cho bú thường xuyên hơn, cứ khoảng 2 giờ một lần. Nếu bạn không thể thực hiện được điều đó, thì có thể là đến lúc cần phải cai sữa và chuyển sang nuôi bột, hoặc là kết hợp giữa bú mẹ và bú bình.
Đôi khi thì việc cho bú thường xuyên cũng không hiệu quả vì một vài lý do mà cơ thể người mẹ chỉ đơn giản là không có đủ sữa. Nhiều người phụ nữ cảm thấy mặc cảm khi thiếu sữa, dù họ có cảm thấy thất bại. Trong vai trò là mẹ thì họ cũng không đủ sữa do đặc tính sinh học riêng, chứ không phải là do lỗi lầm. Cho nên khi mà dùng mọi cách rồi mà cơ thể vẫn không tiết ra đủ sữa cho em bé thì người mẹ không nên cảm thấy mặc cảm và buồn phiền, và đặc biệt là những người xung quanh, những người trong gia đình cũng không nên quy kết hay phê bình người phụ nữ bởi vì là đã không có đủ sữa cho con bú, làm cho người mẹ càng trở nên trầm cảm và tổn thương hơn. Và bản thân người phụ nữ, người mẹ đó nên biết rằng đó không phải là lỗi của mình mà đó là do cơ thể mình không thể có đủ sữa. Một thái cực khác là có người lại quá nhiều sữa đến nỗi sữa rỉ ra giữa các bữa bú, hoặc tia sữa phụt vào mặt đứa trẻ khi bắt đầu cho bú. Có thể giải quyết vấn đề này bằng cách là vắt sữa và hút sữa giữa các bữa bú và bảo quản trong tủ lạnh. Đến đây thì tôi xin dừng cái phần audio về các vấn đề của sự phát triển của vú trong thời kỳ mang thai và cho con bú, và cũng như là cái vấn đề nuôi con bằng sữa mẹ, các vấn đề về của sữa và vú trong quá trình cho con bú. Các bạn có thêm những câu hỏi về vấn đề này thì có thể để ở dưới phần comment hoặc có thể vào nhóm bác sĩ Lê Hồng Quang để đặt câu hỏi với bác sĩ. Nếu các bạn có thể đánh bác sĩ Lê Hồng Quang Bệnh viện K hoặc bác sĩ Lê Hồng Quang vào Facebook thì sẽ tìm thấy nhóm của bác sĩ, và các bạn có thể đặt các câu hỏi ở nhóm. Bác sĩ Quang thường trả lời vào tối thứ bảy và tối chủ nhật hàng tuần. Và đây là số điện thoại của bác sĩ Quang và điện thoại của là Miss Lan, vợ bác sĩ Quang. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và rất là mong chờ nhận được những phản hồi của các bạn cũng như các comment, hoặc là mời các bạn vào nhóm để có thể đọc những thông tin về u hạch ung thư, các vấn đề về vú cũng như là có thể giao lưu với bác sĩ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại trong audio tiếp theo về các vấn đề về vú, nuôi con bằng sữa mẹ và các khối u ở vú cũng như là làm quen với vú của bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.